shop roblox.vn, nơi mua bán nick siêu rẻ siêu uy tín hàng đầu Việt Nam và nhiều chức năng khác như đạp robux, đốt robux. Và anh em có thể thử vận may của mình tại vòng quay robux 20k với cơ hội nhận đến 8.000 robux, siêu rẻ phải không anh em? Hãy đến shop roblox.vn, vô cùng uy tín, được đảm bảo bởi KL Roblox và nhiều youtuber. Ok, hello anh em, chúng lại quay trở lại với nhau rồi. Và sau những cái tập content khác thì cuối cùng bây giờ mình cũng đã quay lại với cái tìm cái ác quỷ. Vâng, thì bây giờ chúng ta đi tìm thôi. Không có gì mà phải nói nhiều về cái series này rồi, ok. Thì bây giờ nó cách mình 500m. Vậy chắc nó bên Kingdom Rose ở phần đấu trường hoặc là Flamingo Byron anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là nó bên đánh Flamingo Byron nhiều hơn đấy. Để xem đã. Ok, để xem cái gì nào. Đây là trái mở màn để trở lại cái series thì không biết như thế nào. Ồ, đúng bên đấu trường thật anh em ạ, đấy chưa. Mình còn... Oh what? Bên này á? Trời ạ. Đang định làm tiên tri vũ trụ nhưng mà rất tiếc không được rồi. Ủa, hướng này à? Hướng này anh em ạ. Hướng này. Ngon. Ủa? Thế cuối cùng là hướng nào? À, hướng này. Rồi, đi thẳng về. Ủa? Vậy là ở trong này à? Ồ, ở đây. Ở đây. Thế gì đây anh em? Ồ! Yes! Ok, vậy là trái đầu tiên của chúng ta khá là xịn. Chính là trái like. Trái like nha anh em. Đây, để mình tắt cái cắp lock đi. À, cái ship lock. Đây. Tiêu. Anh em thấy không? Có vẻ là nhân phẩm của mình đã quay trở lại rồi. Đấy, nhưng mà... mình đang ăn trái like mà. Được trái này rồi có tác dụng gì? Này, game lừa nhau à? Ấy game, hình như mày có gì hơi sai đúng không? Quay lại dùng tao cái. Thôi tệ đi game ạ. Cái trái này cũng được thôi, ăn luôn. Để tôi chụp tấm hình. Huy chiến tích. Đấy, ok, ăn luôn. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ ngồi mình đợi cái trái thứ hai nha anh em. Để xem nhân phẩm của mình nó có hên như trái đầu tiên không nhá. Ok, đi nào. Ok anh em. Bây giờ mình cũng thấy cái factory nó xuất hiện rồi các bác ạ. Nên bây giờ mình phải đánh luôn chứ không lấy lại để trứng. Đúng không? Không lấy lại để trứng. Đánh luôn này. Ok, thì đánh cái factory này thì cũng dễ thôi anh em. Không có gì mà anh em phải khó khăn cả. Rồi, cứ đấm vậy thôi. Tí nữa là nó tự hết lắm mà. Thì... ok, đầm phải phát. Rồi đeo cái kính vào đây anh em, để cho nó tăng đam lên. Ok. Nhanh. Mình không có thời gian. Này, rồi ok. Anh em có thể thấy là lượng đam mà gây ra cũng khá là lớn đấy. 1.006. Xong rồi 1.158. Ồ, một cái lượng đam cũng khá là lớn. Từ nãy mình còn chưa dùng skill nha anh em. Mình mà dùng skill thì lượng đam nó còn to nữa. Nhưng mà khá là lười bấm skill. À mà mình chơi trên máy tính mà. Cần đi lười ra. Ôi no. Mới được nửa cây thôi. Không biết kịp không đây ta. Không biết kịp không. Ok. Ok. Đấy anh em có thể thấy đấy. Là đánh cực kỳ nhanh luôn. Chưa gì đã gần xong rồi anh em ạ. Đây mới chỉ là cái lớp lớp thứ hai của nó thôi. Nó còn tận mấy lớp nữa, 3 lớp nữa lận anh em ạ. Đừng lo. Thế nào chúng ta cũng đánh được hả? Mình đánh để xem nhân phẩm của mình như thế nào. Nhiều anh em bảo là đánh factory thì toàn trái xịn thôi. Đánh factory toàn trái xịn. Cho nên bây giờ mình thử xem đánh factory có trái xịn theo lời anh em thật không nhá. Chứ thực ra với cái nhân phẩm chơi đánh của mình thì
đánh cái gì nó cũng chẳng ra đâu. Ok, sắp được rồi đấy, sắp được rồi đấy, cố lên, cố lên, cố lên, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Ok luôn. Rồi, xong. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã... Ôi, được thực sự các bác ạ. Ồ, đánh Factory có vẻ hên đấy các bác. Wow. Wow, ơi da, ơi da, ơi da. Ngon nha, ngon nha. Thôi ăn luôn anh em ạ. Ăn luôn, để làm gì. Trời ơi, trái qua cây mạnh lắm nha. Cực kỳ xịn luôn á. Đừng có đùa. Đấy, anh em thấy không? Trời ạ, vậy là đúng. À, nhiều anh em bảo là đánh Factory nó xịn hơn là được đấy. Được đấy, mình thích rồi đấy. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi mình đợi cái trái thứ hai tiếp tục vào này. Ok, ngồi đợi nào. Ok, bây giờ cái trái thứ hai của chúng ta nó cũng ra rồi anh em ạ. Thì tất nhiên đi tìm chứ không sao. Nhưng hiện tại thì mình không có trái ánh sáng nên mình phải đi bộ thôi anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Đi bộ nó cũng hơi khó nhưng không sao. À, không phải hơi khó mà hơi lâu chứ. Hơi lâu nhưng mà không sao. Anh đây xem VIP của thằng bạn mình mà. À, ở đây mình cũng nhắc luôn nhá, là chính là mấy anh em mà muốn xin vào trong server VIP ấy. Thì mình không có server VIP nha, server VIP của mình nó bị hết hạn từ 2-3 tháng trước rồi đấy, nhưng mà mình vẫn chưa mua. Đấy. Chứ không anh em lại bảo là mình không cho vào. Nhưng mà thực ra server VIP của mình hết hạn từ 2-3 tháng trước rồi. Nhưng mà mình lại không mua, bởi vì hôm nay mình đang bị hết tiền nên không mua được. Lý do hay ấy, ok. Đó, cho nên là đây là cái server của mấy cái friend ấy. Đó, mình join friend để ai ngờ vào được. Chắc là mấy bạn đó bật friend ở Lao ấy anh em. Cho nên mình vào được. Còn lại về mấy khoản kia thì mình không biết mấy. Đó. Chứ không anh em lại bảo mình không đưa vào. Nhưng mà thực ra mình cũng muốn lắm. Nhưng mà đây không phải server VIP của mình nha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm. Thì nó bắt đầu ở bên... này. Bên này. Ok, cái chỗ này là cái chỗ mình nhặt được Mochi này anh em. Đúng rồi, cái chỗ này là chỗ mình nhặt được Mochi này. Để, đúng rồi. Chỗ này nhặt được Mochi đây này. Để xem bây giờ nhặt được trái gì nhá. Chắc chắn là toàn trái hên thôi anh em. Thề với anh em luôn. Toàn trái hên thôi. Trái gì đây? Oh my god. Ôi anh em ơi. Anh em có thấy cái gì không? Wow. Wow. Đúng vậy. Ui. Hôm nay tập này nhân phẩm lên cao rồi. Nhân phẩm này lên cao rồi. Nhân phẩm quá cao luôn đấy anh em ạ. Đấy, anh em cảm xúc của anh em bây giờ thế nào? Anh em? Nhân phẩm của mình hết đen chưa? Sao? Anh em có cảm xúc gì với cái tập này? Đó, tập này thì như thế này thôi. Đây rồi. Chụp lại tấm hình phát cho đẹp. Ờ nha. Rồi. Rồi, ăn luôn. Em thấy cảm giác tập này như thế nào anh em? Thế nào? Ui dồi ôi. Thế là tập trước thì đi cho và nhặt được trái bo. Đấy, còn tập này không cho nữa. Mình lại nhặt được trái bo. Ấy. Xịn xò con bò liền, anh em thấy chưa? Người ta bảo rồi. Người ta bảo
cái gì, không ai giàu ba đời, không ai khó ba họ, cái câu mẹ gì mình quên rồi, nói chung là mình không nhớ mấy, nhưng mà thôi kệ đi. Nhưng mà bây giờ là không ai xui mái được đâu, làm sao mà xui mái được, đúng không anh em? Xui mái thì còn gọi gì là game nữa. Đấy, xong bây giờ lại hết lại rồi đấy. Ok anh em ạ, mình sẽ ngồi mình đợi cái chai thứ ba nhá, chai thứ ba đây. Ok, ngồi đợi chai thứ ba nào, tự nhiên có hứng lắm, clip quá trời đấy. Ok, bây giờ cái chai thứ ba nó cũng xuất hiện rồi đấy các bác ạ. À không, đâu, đúng rồi, chai thứ ở đâu, chai thứ mấy nhỉ? Chai thứ tư chứ anh em, chai thứ tư, bởi vì chai đầu tiên là chai like này, chai thứ hai là chai poke, chai thứ ba, à đâu, đúng rồi, đây là chai thứ ba anh em ạ, đây là chai thứ ba, bởi vì chai thứ hai là chai po, chai đầu tiên là chai like, còn chai poke là mình đánh nhà máy ra, thế nên đây là chai thứ ba. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm chai thứ ba nào, và nó có vẻ nó ở gần đấy nhỉ, này ở gần như thế này thì nó đâu có gì hồi hộp đâu, là 13. 13 phải để cho nó xa xa một tí thì nó mới hồi hộp chứ. Ok kìa. Ok, vậy là bên này rồi anh em ạ. Bên này thì có vẻ là... Thực ra thì... mấy chai trước mình đều hên đúng không anh em? Nhưng mà... hiện tại thì mình đang muốn bỏ game đi về anh em ạ. Thực sự mình không muốn chơi nữa. Anh em có thể nhìn thấy cái màu đỏ đỏ kia kìa. Chán thế nha. À, admin ơi, chán này chết bò đây. Lố vậy. Mày, admin ơi, mày nên biết là chế bò là 1 triệu 3, à 2 triệu 3 đấy nhá. Đố mê, chế bò là 2 triệu 3 đấy. Chế bò là 2 triệu 3. Chế bò là 2 triệu 3. Mà mày cho tao chế bom. Mày biết lỗ bao nhiêu tiền không? 2 triệu 200... 2 triệu rưỡi của tao đấy. Gần 2 triệu ở đâu? 200... 200 nghìn. À. 2 triệu 250 nghìn. Đúng rồi. Ở đâu quên mẹ đó. Ở đâu lỗ nhiều hơn chứ. Anh em ạ, hiện tại bây giờ thì không biết có nên ăn không nhỉ, bị lỗ khá nhiều tiền rồi anh em ạ. Thôi mình không còn gì để nói nữa đâu anh em ạ, bây giờ thì qua cái trái thực ngồi đợi cái factory thứ hai, xong ngồi đợi trái thứ tư luôn, chứ mình không còn gì để nói nữa. Ok anh em, bây giờ thì bắt đầu vào cái factory thứ hai này. Thì nó chưa kịp mở thì mình đã đứng ở trong này trước rồi. Thì để cho nó kịp thời gian đấy mà anh em. Ok, bây giờ mình sẽ đấm thì tự để mình đeo kính nó ớt. Ok, bây giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ được cái phát này rồi, nhưng mà không biết là ra trái gì đây anh em ạ. Cứ mong là nó trái gì xịn vào. Đúng như lúc này trái qua kê thì bây giờ phải tăng gấp đôi tiền lên là 2 triệu, hơn 2 triệu nhỉ. Ơ? Đây nhé, phải 2 triệu đúng không? Ừ, hơn 2 triệu đi. Chứ 2 triệu thì không có trái nào hết anh em ạ. Cho nên chúng ta phải là hơn 2 triệu chứ không có dưới 2 triệu. Đã nói với anh em rồi, hôm nay ngoài trái bom ra, ngoài trái bom ra thì tất cả các trái còn lại đều là nhân phẩm. Chắc chắn luôn, ngoài trái bom ra. Ok, để anh em xem nhá, xem cái nhân phẩm của mình cái này. Chứ còn anh em lại bảo là mình xạo. Đúng không? Mình không có xạo gì ở đây hết. Chắc chắn với anh em là chỉ là trái này sẽ là trái mochi. Trái mochi hoặc là trái gravity. Chắc với anh em luôn. Nhìn nhá, anh em nhìn cho kỹ vào đây này. Nhìn mình chỉ làm một lần duy nhất thôi. Mình chỉ làm một lần duy nhất thôi. Còn lại các lần khác thì mình không làm rồi anh em ạ. Ok, nhìn nhá, mình chỉ làm một lần duy nhất là chỉ là trái mochi. 1 tỷ 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 phần trăm luôn. Ok, anh em nhìn cho kỹ này. Ok, sắp rồi. Nhanh lên. Chú đang hồi hộp quá này, chú sắp
bay cả tim ra ngoài rồi đây này. Các cháu nhanh 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 nhanh, phát ra mày nổ dùng tao cái, mày đừng có cứng nữa. Thế nào mày chẳng nổ, mày nổ lại đi. Nổ trước thời hạn mà. Admin cũng không chửi mày đâu. Admin mà chửi lương mày, tao ra tao vả mồm mà cho admin vợ tao mà. Nó mà chửi lương của mày thì tao ra tao cắt cổ nó, cho nên mày đừng lo. Cứ nổ đi, chú cho mày quyền nổ. Ok, bốc khói rồi phải nổ chứ. Cái nhà máy này nó không nghe lời tôi rồi anh em ạ. Cái nhà máy này nó không phân biệt được cái gì cả. Ok. Chuẩn bị. Ơ. Anh em còn gì để nói nữa? Thực ra bây giờ mình cạn lời rồi. Mình không còn gì để nói rồi anh em ạ. Mình không còn gì để nói về cái trái mạnh nhất game này cả. Không, thực ra nó mạnh thứ 3 game thôi. À không, mạnh thứ 4 game thôi. Được. À, nói chung là mình vẫn lời nhỉ. Trái này 65.000, trái bom là 5.000, vậy là mình lời được 55.000 anh em ạ. Ui, ngon thực sự ạ. Thôi, cắn luôn vậy. Còn hơn dùng trái bom, mình dùng trái bom mình cay cú lắm rồi nhá. Ok anh em ạ, thực ra thì càng đến cuối thì nó càng xui, cho nên anh em biết là cái trái tiếp theo mình nhặt là trái gì đó gì. Đấy cho anh em biết thì cứ mạnh dạn comment ở dưới nhá. Chắc chắn trái tiếp theo mình dự đoán là trái chóp. Chắc chắn 100% là chỉ chóp. Admin toàn thế thôi, nó thể nào chẳng ám chóp vào mồm mình. Đấy. Ok, ngồi đợi trái thứ tư tiếp tục nhé. Ok, bây giờ thì hiện tại cái trái thứ tư nó cũng xuất hiện rồi các bạn ạ. Thì bây giờ đi tìm thôi. Thì nó cũng ở gần đây mà, nó không có gì xa đâu. Thế thôi, bay ra nhanh, lấy nhanh. Tiết kiệm thời gian còn đăng clip sớm, đúng không? Ok, đâu rồi ta? Ui, mới tưởng xa mình thấy nó phát sáng. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Ăn luôn. Cái phất tổ. Wow, hôm nay nhân phẩm của chúng ta đã trở lại. Nhân phẩm của chúng ta đã trở lại. Anh em ạ. Tuyệt vời luôn, nhân phẩm đã trở lại. Ok, vừa đợi trái thứ 5 luôn nha. Nhân phẩm trở lại. Ok anh em, bây giờ cuối cùng cái trái thứ 5 của chúng ta ra, cái trái cuối cùng của clip ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm và nó cách mình 600m. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái phật lên để đi lấy. Ok. Mẹ bấm nhầm rồi. Ok, đây là mong là một trái xịn. Bởi vì trong clip ngày hôm nay là quá nhiều trái xịn rồi. Bây giờ trái cuối cùng nó có xịn hay không cũng không cần biết. Mẹ kệ vệ là admin đi. Ok. 400m thì chắc chắn nó ở bên đảo Fujitora rồi. Không có gì khác đâu. Ok. Rồi, chuẩn men đàn ông luôn. Dùng trái phật thì tất nhiên là không bay được, cho nên cái khoảng cách đi nó sẽ hơi lâu. Nên các bác cứ từ từ. Không, thực ra nó bên ở bên đảo zombie đấy. Ok, bên đảo zombie thì chúng ta tại có hai vị trí. Thì hiện tại cái clip kia nó đã hơn 500 like nhưng mà vẫn chưa làm được cái phần 2. Bởi vì ngồi tổng hợp ở bên đảo mới nó cũng khá là lâu. Cho nên anh em cứ từ từ rồi mình sẽ ra phần 2 cho anh em. Không cần lo. Ok. Chắc khoảng tuần sau là sẽ tổng hợp xong tất cả các vị trí ấy mà. Rồi để xem cái gì nha. Chúng ta chắc chắn là nó ở bên phần bên phải của đảo. Ok. Bên đảo zombie thì thường là trái xịn nhiều hơn. Trái xịn. Đấy. Thấy chưa. Đấy, anh em thấy miệng mình như thế nào? Đấy, ok.
chạy qua kê nha. Vậy là hôm nay trong clip này là có hai chạy qua kê đấy. Ok, vậy thì bây giờ ăn luôn, không phải nhiều, ăn luôn. Rồi ok, thì bây giờ cái clip của mình để đây cũng là kết thúc rồi nha. Để anh em thấy hay hãy like và subscribe cho kênh mình. Đấm nát nút like, đấm nát nút subscribe, đấm nát nút chuông để thể nhận nhiều thông báo khác nha. Và giờ thì bye.